You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never grow? Would I tell you that I love you? Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình và mình là TF. Thì hôm nay ấy, nhân dịp mà mình mới tải được cái tựa game Huyền thoại Runeterra thì ok thôi. Hôm nay mình sẽ vào đây review cho anh em sơ qua về cái tựa game mới mẻ này của Riot, cũng như là hướng dẫn một chút về cho anh em cách tải cũng như là cách chơi cái tựa game này nha. Ok, thì đầu tiên để mà tải cái tựa game Huyền thoại Runeterra này thì cực kỳ đơn giản. Đó là chính là anh em cứ lên CH Play hoặc là App Store gõ Huyền thoại Runeterra rồi cứ thế mà tải về thôi. Bởi vì tựa game này đã chính thức là được bên Vina Game phát hành, cũng như là cho phép anh em nạp tiền. Đó, rất là xịn sò và có cả tiếng Việt, Việt hóa hết toàn bộ cho anh em rồi nha. Đó, quá là ngon đúng không anh em? Đó, thì anh em cứ việc tải về. Và cái tựa game này ấy, thì là sử dụng tài khoản Riot này. Có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc là đăng nhập bằng nick Google. Đó, thì anh em nhớ nhá, những ai mà đã chơi cái Huyền thoại Runeterra này trên PC thì anh em nếu mà chơi server ở nước ngoài, ví dụ như là NA, server Bắc Mỹ ấy, hoặc server EU là server châu Âu, thì khi mà anh em về cái server Việt Nam này ấy, thì là nó sẽ reset về không nhá anh em. Có nghĩa là những cái thẻ bài này, những cái thẻ bài các thứ của anh em là sẽ về không hết. Còn nếu anh em nào mà muốn chuyển đổi tài khoản từ bên nước ngoài về ấy, thì là anh em cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của bên Riot để họ hỗ trợ đổi tài khoản từ bên server châu Âu ấy. Đó, còn những bạn mà chơi ở những server ở khu vực châu Á, ví dụ như là Nhật Bản này, Hàn Quốc này, hoặc là gì nhở, Malaysia các thứ, là vẫn lưu toàn bộ thông tin nhé anh em. Bởi vì là các cái server như Việt Nam các thứ là thuộc khu châu Á mà. Đó, thì là nó sẽ lưu toàn bộ với nhau nhé anh em. Đâu để mình xem về chúng tôi này. Đây đây đây, như của mình đây, khu vực GP ở Japan nhé anh em, và Asia thì là chơi chung với nhau nhé anh em. Đó, đây mình cho anh em xem danh sách bạn bè luôn. Danh sách bạn bè đây. Đây là những người bạn của mình ở game tốc chiến này, vẫn hiện luôn trong đây nhá anh em. Có nghĩa là nó vẫn liên kết với nhau đó anh em ạ. Xịn sò thực sự. Rồi, và khi mà vào với cái tựa game này thì anh em nhớ nhá, phần thưởng đăng nhập này. Đầu tiên ngày 1 là bạn sẽ được một cái hộp bài. Đó, thì mình sẽ nhận luôn nhá anh em. Ok, được một hộp bài anh em ơi. Được 5 cái thẻ bài anh em ạ. Đó, khá là ngon nha. Rồi, cứ nhận đi. Nhận xong đó nhá. Tiếp tục này, ngày 2 là lượt viện trinh là được cái ngọc gì đây? Không biết được. Ngày 3 được rương cái thứ này. Và ngày 7 thì là được cái bộ bài mới anh em nhá, được hẳn một bộ bài cơ. Quá là ngon, thì anh em nhớ nhá, vào đây đăng nhập và nhận thưởng nha. Rồi, tiếp theo nữa là phần báu vật này. Nhận thưởng luôn nhá anh em. Lần đầu tiên đăng nhập là nhận được thưởng này. Rồi. Còn kho báu tuần đi. Kho báu tuần cũng có 3 cái hộp anh em ơi. 3 cái hộp mở luôn nhá. Rồi, xem nào. Tiếp tục nào. Là gì đấy? Bài xịn đâu? Ui, bài 1 mana. 1 mana thì hầu như là bài cùi anh em ạ. À, 78 ngọc. Cái này thì chắc phải mua được anh em ạ. Tiếp tục đi. Rồi. Gì đấy? À, cái kia là mảnh nâng cấp anh em ạ. Đây, ngọc 2 rồi. Rồi, vậy toàn 2 thôi anh em ơi. 241 và 6. Ui. Ok ok. Thôi thế được anh em ạ. Có là hơn không. Mở khóa trong vòng bao nhiêu đây? 6 ngày hay là 6 tiếng nữa đây anh em? 6 tiếng à? Ừ, hình như là thế. Rồi. Tiếp theo nó đây. Đây là phần bộ sưu tập của anh em nha. Ở phần bộ sưu tập các anh em có sẽ có bộ bài này. Đó. Mỗi một bộ bài này thì nó sẽ bao gồm có nhiều những cái lá bài nha anh em. Và mình có thể chỉnh sửa bộ bài theo cái ý thích của mình. Nhưng mà theo mình thấy thì ở đây họ đã tư vấn cho những anh em nào mới chơi là những cái bộ bài nói chung là kiểu như là dễ, thì anh em cứ thế mà sử dụng thôi. Mình thì thực ra mình không phải là người chơi giỏi cho nên là mình không biết nhiều về cái này đâu anh em ạ. Phần bộ bài đây. Lá bài thì sao? Lá bài mình chưa có nhiều nhỉ. Lá bài à, đây đây có anh em ơi. Lá bài có nhiều phết, có cả Gen X này. Thì em nhớ nhá, ở trên lá bài nó sẽ có 3 cái phần thông tin anh em cần ghi nhớ này. Đầu tiên là cái phần màu xanh bên trên này, ghi số 4 này, ở con Gen X nhá.
thì là lượng mana để anh em có thể sử dụng cái lá bài. Tiếp theo nữa là phần màu cam ở bên dưới bên góc tay trái, đó chính là sức tấn công. Còn bên tay phải thì là phòng thủ nhá anh em. Đó. Thì cái thể loại thẻ bài nó rất giống với cả tựa game gì nhỉ? UG cũng như là Hearthstone anh em ạ. Anh em nào mà biết chơi Hearthstone hoặc là UG thì chắc chắn là vào đây có khi master luôn chứ còn gì nữa. Rồi. Và một số những cái hiệu ứng này, đặc biệt là lá bài ở đây nó còn được thăng cấp nha anh em. Một cái mới mẻ hơn là ở cái huyền thoại Runeterra là có thăng cấp. Đó. Mỗi khi tăng cấp thì anh em sẽ được tăng máu, tăng sức mạnh hoặc là thêm một vài cái hiệu ứng gì đấy. Nói chung là cũng khá là ok đấy. Tiếp theo là sàn đấu nha. Ở đây, sàn đấu thì anh em phải mua bằng tiền, phải tiền nạp anh em ạ. Cái tiền này đồng xu phải nạp rồi này. Còn cái đá màu xanh kia thì là không có anh em ơi, chả có cái sàn đấu là có thể mua được bằng cái đá xanh này cả. Lại thực sự. Rồi linh thú sao? Linh thú thì đây anh em ơi. Linh thú này có cả những con phần thưởng này, cánh bạc hoa linh lục địa này, khỉ đuôi nổ này. Mấy con linh thú này cute thực sự luôn anh em ạ. Poro các thứ này. Đó. Ngon phết anh em ạ, mình được con Poro ngáo ngơ này. Lại có cả răng sún anh em ơi. Nhưng mà con răng sún này là cá mập này. Tiểu tinh tú này. Khá là cute nha. Tiếp theo là lưng bài. Thì đây, lưng bài đây anh em ơi. Lưng bài đây thì có cái phần thưởng này, Min Game Water này. Uầy. Mấy cái thẻ bài KDA này. Nhưng mà hình như cái sự kiện KDA này mới hết hạn rồi anh em ạ. Tiếc thế nhở. Cái game này lại về Việt Nam muộn quá, thành ra là hết cái event KDA rồi. Chán thế. Đây này, cả cái thẻ bài hoa linh lục địa các thứ này. Tiếc quá anh em ơi, toàn phần thưởng thôi. Còn đây mình được một cái Summer Rip này. Và đây là biểu cảm nhá anh em. Biểu cảm này thì mình được một cái chơi tốt lắm này. Nói chung là cũng khá là đẹp. Tựa game này trông có vẻ là kiểu như là dạng cute đấy anh em ạ. Phần thưởng thì đây. Phần thưởng thì là anh em cần phải là làm nhiệm vụ nhá anh em. Đó. Mỗi khi anh em đạt được cái số lượng kinh nghiệm là anh em sẽ mở khóa này. Ví dụ như 100 XP này. 100 này. Gói này thì cũng 100 à. 200 này. Đó. Đây là những cái phần thưởng của tân thủ nhá anh em. Rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ vào phần chơi ngay nhá anh em. Ở phần chơi này thì nó sẽ có nhiều phần. Đó chính là gì đây? So găng này. So găng này thì hình như là kiểu dạng đánh rank đó anh em ạ. Giải đấu này thì là đấu giải. Thử thách thì sao đây? Thử thách này vào để anh em cày kinh nghiệm này anh em ơi. Đó, nó chia ra các khu vực này để anh em vào đấu. Viễn trinh thì sao đây? Viễn trinh thì chọn bộ bài và cái gì đấy. Thế thôi. Đấu với người chơi này. Đây. Kiểu dạng đấu với người chơi. Và đây là đấu với máy. Ôi, phát đầu tiên chắc mình cứ đấu với người chơi đi nhỉ. Sử dụng bộ bài cường hóa sức mạnh của Luck đi. Chơi ngay nha anh em. Đó. Đang tìm trận anh em ơi. Linh thú là những người bạn nhỏ yêu thích tương tác và cổ vũ bạn bất kể bạn chơi ra sao. Được thực sự. Đang trong hàng chờ đối thủ. Xem nào. 13 giây chưa có game luôn. Không lâu nhỉ. Đang tìm trận này nó không ước tính là bao nhiêu giây thì sẽ được tìm được trận đấu nhở. Thực sự. Có vẻ tìm hơi lâu nha. Hay làm trận đấu với máy đi anh em ơi. Chứ tìm trận này thì lâu lắm. Làm trận đấu với máy nha anh em. Lấy bộ Zinix đi. Ok. Đấu với máy. Rồi. Đấu với máy thì vào luôn nha anh em. Hình như là đối với máy cũng có nhiệm vụ đấy anh em ạ. Xem nào. Đoạn này bất tận nè. Đây là cái gì đây? Biểu tượng này của ta gông à? Hình như ta gông thì phải. Thread với cả con gì đấy? Evelyn à? Rồi. Đây. Khi bài khởi đầu là anh em sẽ được chọn. Và anh em được chọn 4 lá bài ngẫu nhiên ở trong cái bộ bài của anh em. Và anh em có một lần thay thế nhá. Thì để xem nào. 1, 2, 3, 4. Mình nghĩ chẳng cần con nào thay thế đâu anh em ạ. Thay thế được một lần thôi nhá anh em. Một lần duy nhất thôi. Bỏ cái hưng phấn rồi. Bỏ cái 2 đi nhá anh em. Rồi. Ok. Vậy là xong nhá anh em. 4 lá bài. Để xem nào. Lượt đầu tiên là mình sẽ được một lá bài thì mình sẽ sử dụng thôi. Lượt đầu tiên mình có một mana anh em ạ. Một mana thì mình chỉ dùng được con một mana thôi. Ở đây thì có con này. Và con này thì cái gì đây? Thôi mình lấy con này đi.
Ok. Rồi, chờ đối thủ đi. Kết thúc vòng đấu này. Đối thủ ra lá bài gì đấy? Ui. Poro à? Đánh thôi. Từ từ, xem nào. Khi triệu hồi một đồng minh trao cho ta 1+0 trong vòng này. Cứ cho ra đi anh em nhé. Ok. À, đánh một phát không không. Ơ, sao mất một máu anh em ơi. Chuyển được cho mình à? 3 mana này. À, cho lên mới là đánh anh em ơi. Tấn công luôn. Đập luôn anh em ạ. Ok. Rồi. Ngon luôn, ngon luôn. Lý tộc xui xẻo à. Từ mình xem nào. Mình có 3 mana à. Hưng phấn thôi, giết đi. Sẽ dùng con này đi. Cộng 1 máu này. Ngon luôn, ngon luôn. Anh em phải đọc hiệu ứng nhá. Mình thì mình mới chơi cho nên là nhiều cái mình chưa biết anh em ạ. Xem nào. Khi triệu hồi một đồng minh trao cho ta. À, triệu hồi một đồng minh là tăng thêm một sức tấn công anh em ạ. Xem nào, con này gì đấy. Triệu hồi một lá phân thân bóng tối ở vị trí tấn công với chỉ số của ta thăng cấp. Ta đã thấy bản thân hoặc phân thân của ta ra đòn lên nhà chính. À, mỗi khi mà ra đòn lên nhà chính của đối thủ 2 lần là nó sẽ tăng cấp anh em ạ. Ok ok. 4 đi. Gen X đi. Yeah. Cho Gen X ra anh em nhé. Ok. Rồi con này được 3 sức mạnh rồi anh em ơi. 3 sức mạnh đúng thì thôi rồi luôn. Ui. Đây. Đập con này nhá. Còn lại mấy con này thì mình cứ đập con này thôi. Thôi, mình để con Gen X sau nhá anh em. Gen X để tí đánh vào nhà chính đối phương ngon hơn. Đó. Ok. Rồi rồi, không sao không sao. Tí mình sẽ đánh vào nhà chính. Miễn sao mình cho nó về không máu là được anh em ạ. Hưng phấn sử dụng một lá bài gây 3 sát thương lên đối phương à. Đây đây đây. Lắp tiền cứ thế mà cho ra thôi. Gây 1 sát thương lên tất cả. À. Hiểu 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 hiểu. Ui, nó dùng cái gì đấy? Ui, chết mất một con của mình rồi. Lại ra một nhện kìa. À nhưng không sao. May quá, mình gây 1 sát thương lên toàn bộ kẻ địch mà. Ngon luôn, ngon luôn. Ui, chỉ đánh vào nó thôi, 6 máu cơ anh em ơi. À, không được, không được. Chuyển lượt anh em nhé. Phát này mình đánh là mình sẽ thua ấy. Bởi vì nó 6 mana mà, 6 máu cơ mà. Đắp lên. Ok. Xem nào. Sử dụng một lá bài. Đây nhá. Rồi mình sẽ dùng cái phát bắn thần bí đi. Bỏ một lá bài. Bỏ qua trận đòn. Ok. Xem nào. Trừ 3 máu à. Ui. Mất luôn con Zenix của mình rồi anh em ơi. Ra luôn đi. Kết thúc rồi chứ còn gì nữa. Vòng 7 anh em ơi, mình mới 17 máu thôi này. Ôi, phát này đập nhà chính thôi anh em nhé. Cứ thế mà đập thôi. Rồi, 9 máu. Tầm này thì cho hết quái xịn này anh em nhá. Long thần này, long thần thì quá mạnh luôn. Đùa lúc vẩy này. Bóng ma. Bỏ qua toàn bộ bài trên tay cái gì? Bỏ toàn bộ bài trên tay rút 3 lá gây 3 sát thương lên một kẻ địch. À. Đây. Ok. Không thể chọn mục tiêu à? Ai trưởng con này bóng ma không thể chọn mục tiêu anh em ơi.
yêu thực sự luôn á. Rồi tầm này thì cho ra hết thôi anh em nhé. Vòng 9 rồi này. Phát này liệu kết thúc. Ui, phát này kết thúc luôn anh em ơi. Này còn đánh gì nữa. Này, tấn công nhá anh em. Đấy, phát này kết liễu luôn này. Đó, kết liễu nhà chính rồi. Xong luôn. Xong game anh em ơi. Đấy, chiến thắng khá là dễ dàng đúng không? Nhưng mà đây là đánh với máy thôi anh em ạ. Chứ còn chơi với người thì chắc là còn khó hơn nhiều. Rồi, được bao nhiêu đây? 200 kinh nghiệm luôn anh em ạ. Ngon luôn. Thế vừa được hoàn thành nhiệm vụ anh em ạ. Rồi, được một cái hộp tân thủ này. Ok, tiếp tục thôi anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài nhé anh em. Xem nào. Kho báu tuần đâu? Vừa mình nhớ là có phần phần thưởng mà. À đây, 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 đây. Phần thưởng đây. Mở thôi anh em ơi. Ra gì đây? Ui, ngon chưa? Toàn 6-7 mana này. Nhưng mà không có nào phải con xịn à. Gói sử thi này chứa một lá bài sử thi từ 6 khu vực. À, hiểu, hiểu, hiểu. Từ 6 khu vực, mỗi khu vực là một lá đấy anh em ạ. Rồi, tiếp tục là gì đây? Ui, một lá xịn này anh em ơi. Lá màu tím này, mình nghĩ là xịn này. Tiếp tục nha anh em. Đó. Rồi, gói nền tảng đi. Được 2 gói anh em ạ. Ngon luôn. Trời ơi. Xem nào, à đây màu xanh này. Màu xanh lá cây này thì là bình thường. Còn màu xanh da trời là sử thi đấy anh em ạ. Xịn hơn anh em ơi. Rồi, nó cũng giống với cả trang phục ở trong liên minh nữa anh em ơi. Cái này bao nhiêu nữa? 100 XP nữa là mở được gói này anh em ạ. Đó, về chơi chơi với cả máy là cũng được XP nhá anh em. Đó, anh em cứ thế mà vào chơi thôi. Còn không biết cái phần đá xanh này thì mua được cái gì đây. Ui, đá xanh thì chịu anh em ạ. Ok, thì chắc là cái video này thì mình sẽ tạm dừng đây nhá anh em. Có gì thì nếu như anh em nào mà muốn giao lưu hợp tác thì nhớ inbox qua cái fanpage Tuyết Phế của mình nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye mọi người.